Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo ở trong quyển sách toán lớp 4 bộ sách cánh diều, đó là bài 42. Chia cho số có hai chữ số tiếp theo. Các em thấy tình huống này, nhà trường đã chuẩn bị 136 dây nhảy chia đều cho 17 lớp. Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu dây? Như vậy là muốn biết mỗi lớp được bao nhiêu dây thì chúng ta sẽ lấy tổng số dây nhảy này. Các em làm phép chia cho số lớp đúng không? Như vậy chúng ta sẽ lấy 136 kem chia cho 17. Vậy chúng ta sẽ để chia được thì chúng ta sẽ ước lượng cái số 136 thì chúng ta ước lượng là làm tròn lên là thành 140. 17 thì kem làm tròn là ước lượng được thành 20. Vậy chúng ta thử nhẩm là lấy 140 chia cho 20 thì tức là rút gọn đi hai chữ số 0 ở tận cùng này. Đấy. Số bị chia và số chia cùng có chữ số 0 tận cùng thì chúng ta bỏ đi hai chữ số 0 tận cùng. Chúng ta sẽ lấy 14 kem chia cho 2 thì bằng 7. Như vậy chúng ta dự đoán được là cái phép chia này được kết quả bằng 7 thì chúng ta viết 7 vào đây. Vậy chúng ta nhân lên này. Nhân lên thì chúng ta lấy là 136 chia cho 17 thì lấy 17 nhân với 7. 7 nhân với 7 thì bằng 49, viết 9 nhờ 4. 7 nhân 1 bằng 7, nhờ 4 nữa bằng 11. Như vậy sau khi trừ chúng ta được 17. Nhưng mà các em biết là gì? À, cái số dư này, số dư thì nó luôn luôn phải nhỏ hơn so với số chia. Vậy ở đây số dư bằng số chia thì nó phải chia được thêm một lần nữa. Như vậy tức là 136 chia cho 17 thì phải bằng bằng 8, đúng không? Vậy chúng ta sẽ trình bày là 136 chia 17 bằng 8 này. Đây chúng ta dự đoán là nó bằng 7. Nhưng khi mà các em thực hiện thì chúng ta thấy số dư đúng bằng số chia thì nó phải chia thêm được một lần nữa. Như vậy bằng 8. Nhân lên thì đã có 8 nhân 7 bằng 56, viết 6 nhớ 5. 8 nhân 1 bằng 8, nhớ 5 nữa bằng 13. Như vậy là 136 trừ 136 bằng 0. Vậy kết luận lại 136 chia cho 17 thì bằng bằng 8. Như vậy là mỗi lớp sẽ có là 8 cái dây nhảy. Đúng chưa nào? Tương tự như vậy, bây giờ cô và các em chúng ta sẽ cùng thực hiện các phép tính. Ta thực hiện phép tính, các cái phép tính chia ở đây. Các em hãy dừng lại làm bài, sau đó thì sẽ đi đối chiếu với phần bài chữa của cô nhé. Cô có này, 64 chia cho 12, cô nhẩm được 5 lần. Cô nhân lên, 5 nhân với 12 thì bằng 60. Lấy 64 trừ đi 60 thì số dư bằng 4. Như vậy kết quả của phép chia 64 chia cho 12 bằng 5 dư 4. Sang phép chia thứ hai. 38 chia cho 16, cô nhẩm được 5 lần. Cô nhân lên. Lấy 5 nhân với 16 bằng 80. 83 trừ đi 80 thì số dư bằng 3. Như vậy kết quả của phép chia này bằng 5 dư 3. Hoặc các em có thể làm tròn như sau. Các em làm tròn, các em nhẩm làm tròn này. 6, 83 các em làm tròn thì thành 80 đúng không? 16 các em làm tròn thì thành 20, làm tròn lên đấy. Thì chúng ta lấy 80 các em chia cho 20 bằng 4. Nhưng mà khi mà các em nhân nhẩm lên này, chúng ta lấy 4 nhân với 16. 4 nhân với 16 thì bằng 64. Vậy 83 trừ đi 64 thì nó dư nhẵn tận là 19. Như vậy khi mà số dư nó lớn hơn số chia thì chúng ta tiếp tục thêm được một lần. Như vậy là kết quả này không phải là 4 mà phải là 5 đúng không nào? Đấy, để chúng ta viết 5 vào đây. Sau đó thì các em lấy 5 nhân với 16 bằng 80 và lấy 83 trừ đi 80 thì bằng 3. Đó. Sang phép chia tiếp theo là 348 chia cho 52. Cô làm tròn này, cô giả sử đây cô làm tròn thành 350. Cái này cô làm tròn thành 50. Vậy 350 chia cho 50 thì đúng bằng 35 chia 5 bằng 7. Cô nhẩm nhá, giả sử đây là 7 thì 7 nhân với 5 thì nó đã bằng là 350 rồi, đúng không? Nếu như mà các em lấy 7, các em nhân với 5, 7 nhân với 52. Các em lấy 52, các em nhân với 7 thì nó bằng 364, lại lớn hơn cái số này này.
lớn hơn 348. Như vậy đây không thể là 7 lần được. Hiểu ý cô chưa? Để nhẩm đường này, kem có thể nhẩm làm tròn như sau: 348 kem nhẩm thành là 350, 52 kem nhẩm xuống thành 50. Như vậy lấy 350 chia cho 50 thì được 7 lần. Nhưng khi kem nhân lên, kem lấy 7 nhân với 52 thì bằng 364. Như vậy nó lại lớn hơn cái số số bị chia này, thì như vậy 7 lần thì không được. Chúng ta rút xuống 6 lần. Kem nhân lên 6 nhân 2 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân 5 30, nhớ 1 nó bằng 31. Như vậy đến đây kem lấy 348 trừ đi 312 thì số dư bằng 36. Và đến đây thì em thấy là cái số dư này nó bé hơn số chia là chính xác rồi. Vậy kết quả của phép chia này bằng 6, dư 36. Tương tự, chúng ta có phép chia 561 chia cho 73. Cô làm tròn này, cô làm tròn cái này thành 560 đi. Cô chia cho 70. 560 chia 70 thì cô nhẩm thành được 8 lần. Nhưng khi cô nhân lên, nhẩm ra ngoài giấy nháp nhá, thì kem lấy, nếu kem lấy 73, kem nhân về 8 thì nó bằng 584. 584 thì nó lại lớn hơn 561, như vậy đây không thể là bằng số 8 được. Như vậy chúng ta bớt đi một đơn vị, chuyển thành là số 7. Kem lấy 7 nhân 3 21, viết 1 nhớ 2. 7 nhân 7 49, nhớ 2 nữa bằng 51. Kem lấy 560 trừ đi 511 thì số dư bằng 50. Như vậy ở đây số dư bé hơn số chia là chính xác. Kết quả của phép chia này bằng 7 dư 50. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang 8 ý của câu B. Ở câu B thì các em làm hoàn toàn tương tự cho cô. Cô có câu B. Ý đầu tiên, 138 chia cho 23. Một trăm ba mươi tám chia 23, nếu làm tròn thành 140 chia cho 20 được 7 lần đấy. Nếu kem nhẩm thành 140 này chia cho 20 để được 7 lần này, thì kem lấy 23 kem nhân với 7 lên thì nó bằng 161, thì lại lớn hơn cái số này đấy. Như vậy là chúng ta không thể lấy 7 lần được, chúng ta lấy xuống 6 lần. Vậy đến đây thì kem sẽ lấy 6 nhân với 23 đúng bằng 138 luôn. 138 trừ đi 138 thì bằng 0. Như vậy kết quả của phép chia này là bằng 6 và phép chia này phép chia hết không có dư. Tương tự, cô có 104 chia cho 16, cô nhẩm ra bằng 6 lần. Vì sao cô nhẩm ra được 6 lần này? Nếu cái này cô làm tròn thì nó thành 100. Cái này cô làm tròn thì thành 20. Cô lấy 100 chia 20 bằng 5 lần đúng không? Giả sử như vậy, giả sử là làm tròn đi để thành 5 lần, thì kem lấy 16 kem nhân với 5 thì bằng 80. 104 trừ đi 80 thì nó dư những 24 cơ. Như vậy 24 thì lại chia tiếp được một lần, như vậy là nó phải thêm một lần cơ chứ không phải là 5 lần, đúng không? Không thể là 5 lần mà được thêm một lần nữa, tức là chúng ta được cái thương là bằng 6. Đấy. Rồi kem lấy 6 nhân với 16 thì bằng 96. Lấy 104 trừ đi 96 thì số dư bằng 8. Như vậy kết quả của phép chia này bằng 6 dư 8. Hoàn toàn tương tự như vậy, các em nhẩm bằng cách làm tròn nhé. Đấy, bằng cách làm tròn như cô vừa dẫn các em đấy. 155 chia 39 này, các em có thể làm tròn thành 160 chia 40. Đúng không? Thì nó sẽ ra một cái số gần đúng. Nó sẽ ra số gần đúng ở đây là gần bằng 4 đi. Gần bằng 4, nếu các em viết 4 vào thì các em nhân lên này, các em lại lấy 39 kem nhân về 4 thì bằng 156, thì lớn hơn 155 thì lại không được. Như vậy chúng ta lại giảm xuống một lần. Nếu mà khi mà bằng 4 mà kem nhân ra mà chúng ta được kết quả nó lại lớn hơn cái số bị chia này thì không được. Vậy chúng ta phải giảm xuống. Đấy, như vậy giảm xuống còn 3 thì chúng ta lấy 39 nhân 3 bằng 117. 155 trừ 117 thì số dư bằng 38. Và số dư ở đây thì bé hơn số chia rồi. Như vậy kết quả của phép chia này bằng 3 dư 38. Tương tự, cô có 281 chia cho 41 thì được 6 lần. Cô nhân ngược lên, 6 nhân với 41 thì bằng 246. Kem lấy 281 trừ đi 246, số dư bằng 35. Và cái số dư này thì nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn số chia. Nên là kết quả này là chính xác. Chúng ta được thương bằng 6 và số dư 35.
Chuyển sang ý tiếp theo. Câu có 160 chia 24. 161 chia 24. Cô làm tròn 161 thành 160. 24, cô làm tròn xuống thành 20. Như vậy, nếu mà lấy 160 chia cho 24 được 8 lần đấy. Được 8 lần thì các em nhân lên thì các em lại lấy 8 nhân 24 thì nó lại vượt quá số này. Vượt quá số này như vậy chúng ta hạ xuống một lần là bằng 7. Các em hạ xuống lần lượt, hạ xuống số lần lượt từ 1. Các em lấy 24, các em nhân với 7 thì nó cũng bằng 168, cũng lớn hơn số này. Như vậy lại hạ tiếp một lần nữa, hạ xuống 6 thì chúng ta có 6 nhân với 24 bằng 144. Và 164 trừ đi 144 thì được số dư ở đây là bằng 17. Và cái số dư này nhỏ hơn số chia, vậy kết quả của phép chia này bằng 6 dư 17. Tiếp theo, cô có phép chia 242 chia 33. Nhẩm ra kết quả bằng 7. Cô nhân lên 7 nhân với 33 bằng 231. Lấy 242 trừ đi 231 được số dư bằng 11. Như vậy kết quả của phép chia này bằng 7 dư 11. Tiếp theo, có phép chia 316 chia cho 39. Cô nhẩm cái số này thành 320. Cái này cô nhẩm thành 40 đi. Lấy 320 chia cho 40 thì nó bằng với 32 chia 4 bằng 8. Thử nhẩm lên, lấy 8 nhân với 39 này. Ta có 9 nhân 8 72, viết 2 nhớ 7. 8 nhân với 3 bằng 24. 24 cộng thêm 7 nữa bằng 31. Như vậy, chúng ta có là 316 trừ đi 321 thì bằng 4. Như vậy là cái phép chia này được thương bằng 8 và số dư bằng 4. Sang phép chia cuối cùng. 139 kem chia cho 17. Một trăm ba mươi chín chia 17, cô làm tròn thành 140 chia cho 20. 139 làm tròn thành 140. 17 này làm tròn thành 20. Như vậy là nó thành bằng 14 chia cho 2 đúng không? 140 chia 20 thì bằng 14 chia 2. 14 chia 2 thì được 7 lần. Giả sử như vậy, giả sử các em nhẩm được 7 lần. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Thì các em sẽ lấy 17 các em nhân với 7 thì bằng 119. Các em lấy 139 các em trừ đi 19 thì nó lại dư 20. Như vậy nếu như bằng 7 thì số dư bằng 20. Số dư bằng 20 thì nó lại lớn hơn số chia. Như vậy là chúng ta phải chia thêm được một lần. Như vậy đây phải là thay vì kết quả bằng 7 thì các em sẽ tính vào là kết quả bằng 8. Đấy. Và chúng ta nhân lên là 8 x 7 bằng 56, viết 6 nhớ 3. 8 x 1 bằng 8 với lại 8, 7, 5, 6, viết 6 nhớ 5. 8 x 1 bằng 8 với nhớ 5 nữa bằng 13. Và chúng ta trừ đi thì được số dư ở đây bằng 3. Vậy kết quả của ta là bằng 8 dư 3. Như thế là cô và các em đã vừa hoàn thành xong bài tập số 2 nhé. Đây. Bài tập số 2B, bài tập số 1B. 8 ý của bài tập số 1B. Nếu bạn nào mà chưa xong thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Chúng ta sẽ chuyển tiếp bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2 này, một bác thợ may đính khuy vào áo sơ mi nam dài tay. Mỗi chiếc áo thì có 13 cái khuy. Bác thợ may có 104 cái khuy. Hỏi bác đính được vào bao nhiêu chiếc áo? Như vậy là muốn biết là bác đính được vào bao nhiêu chiếc áo thì các em sẽ lấy tổng số khuy này, các em chia cho số khuy trên một áo. Như vậy ở đây các em sẽ làm phép chia, lấy 104 các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 13 đúng không nào? Vậy là bác thợ may đính được là vào 8 chiếc áo và đáp số ở đây là bằng 8 chiếc áo. Cô chuyển tiếp bài tập số 3. Cô có bài tập số 3 như sau. Tìm các tấm thẻ viết phép chia có thương lớn hơn 5. Như vậy, để biết được phép chia nào có thương lớn hơn 5 thì các em đi tính kết quả của các phép chia này. Ta có phép chia đầu tiên là 219 các em chia cho 44. Đặt phép chia ra ngoài giấy nháp thì các em được kết quả
là bằng 4, dư 43. Như vậy, kết quả này có thương bằng 4 thôi, chứ chưa phải là lớn hơn 5. Như vậy, chúng ta sẽ không chọn chữ thỏ này. Sang chữ thỏ thứ hai, phép chia 358 chia cho 72 thì bằng 4 dư 70. Như vậy, thương ở đây cũng là nhỏ hơn 5, chứ không phải là lớn hơn 5. Đây là thương này này. Còn đây là phần số dư, đúng không nào? Cái thương người ta bảo thương lớn hơn 5, nhưng ở đây cả hai số này đều thương nhỏ hơn 5 nên chúng ta không chọn. Sang chữ thỏ thứ ba, 280 chia cho 33. 280 chia cho 33 thì bằng 8 dư 16. Như vậy ở đây thương bằng 8 thì rõ ràng là lớn hơn 5. Như vậy chú thỏ này là có thương lớn hơn 5 này. Các em tích vào này hoặc là các em khoanh vào này. Sang chú thỏ tiếp theo. Như vậy thì đến đây cô nói lại cái phép chia 92 chia cho 18. Các em đặt phép chia ra ngoài giấy nháp thì chúng ta được 5 dư 2. Như vậy thì bằng khi mà kết quả bằng 5 dư 2 thì bài người ta hỏi các em là thương lớn hơn 5. Thực ra thì sau này khi mà các em chia số có dấu phẩy ấy, đấy thì nó sẽ được cái thương là lớn hơn 5, nhưng với chương trình của tiểu học chúng ta thì chúng ta chỉ xét đến thương là cái số này thôi, còn đây là số dư chúng ta không xét đến. Như vậy thương ở đây bằng 5, người ta hỏi các bạn là thương lớn hơn 5, như vậy ở đây cô sẽ bỏ cái dấu tích ở đây đi nhá. Chúng ta sẽ không chọn kết quả 92 chia 18 bởi vì cái phép tính này có thương bằng 5 thôi, nó không phải là số lớn hơn 5 nên chúng ta không chọn. Tiếp theo cô có phép chia 288 chia cho 36 thì bằng 8, đúng không? Bằng 8 thì thương bằng 8 này rõ ràng lớn hơn 5, như vậy các em sẽ chọn vào chú thỏ này. Và ở chú thỏ cuối cùng chúng ta có phép chia 232 chia cho 29 cũng được kết quả thương bằng 8. Vậy thương này cũng lớn hơn 5, các em tích vào. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3. Nếu bạn nào chưa xong thì các em hãy dừng lại để làm cho xong. Đối với bài tập số 3 này, các em sẽ tích vào hoặc các em khoanh vào ba chú thỏ có phép chia gắn cái thẻ có phép chia thương lớn hơn 5, đó là chú thỏ ở phép chia 280 chia 33. Chú thỏ 288 chia 36 và chú thỏ 232 chia 29. Chuyển sang bài tập cuối cùng. Một trường phổ thông dân tộc bán trú của tiểu học đấy có 252 học sinh. Nhà trường thành lập các nhóm tự quản giữ gìn vệ sinh môi trường. Mỗi nhóm có 28 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm? Muốn biết có tất cả bao nhiêu nhóm, kem sẽ lấy tổng số học sinh. Kem chia cho số học sinh của một nhóm. Như vậy ở đây, kem sẽ làm phép chia lấy 252 kem chia cho 28. Vậy trường tiểu học có tất cả số nhóm là các em lấy 252 chia cho 28, kết quả chúng ta là bằng 9 nhóm và đáp số là bằng 9 nhóm. Như vậy trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4 bộ sách cánh diều bài 42. Để tiếp tục đón xem rất nhiều các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cô cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.